Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn về cái thông tin về cái kèo ở cái sàn BayJay. Thì cái kèo này thì mình cũng đã chia sẻ ở trên kênh cách đây 1 đến 2 tháng rồi. Thì cái kèo này chúng các bạn đăng ký tham gia thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng, đó là cái đồng token của cái sàn BJ này. Thì cái token của nó là cái token có tên là BBT. Thì khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng, đó là cái đồng BBT này. Thì hiện tại cái sàn này nó vẫn đang có một cái chương trình tặng thưởng, nó là một cái chương trình Aerobe tặng thưởng cho những người mới tham gia vào cái sàn này bằng cái đồng token BBT. Và cái việc thứ hai đó là cái sàn này thì nó đang ở một cái bước cuối cùng, đó là chuẩn bị đưa cái đồng BBT này ra thị trường cũng như là cho trao đổi cái đồng BBT này sang cái đồng USDT và ngược lại. Nó cũng giống tương tự như cái đồng ZLX ở trên sàn Gemitono hay là cái đồng ET ở trên cái sàn Super EX. Đó, cũng tương tự như các cái sàn khác. Thì ở cái sàn này nó đang có một cái đợt bán trước, tức là cái đợt bán trước cái đồng BBT ở cái vòng 3. Thì cái vòng này theo thông tin mình nắm được thì đây nó là một cái vòng bán cuối cùng của cái phát hành cuối cùng của cái dự án này, và khi đó thì nó sẽ kết thúc cái đợt bán trước cái đồng BBT này, thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn đó là nó sẽ cho chúng ta giao dịch cái đồng BBT này. Thì cái đợt bán trước này thì cái giá của nó là 0.018 USDT một BBT nhé. Đó, thì cái đấy là cái giá thì các bạn tham khảo là cái giá bán trước. Còn ở đây thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và các bạn sẽ nhận được miễn phí cái đồng BBT này, với cái điều kiện nhé. Với cái điều kiện là các bạn phải hoàn thành đăng ký tài khoản, xác minh email, xác minh tài khoản, tức là KYC tài khoản thành công nhé, thì các bạn mới nhận đủ 400 cái đồng BBT. Và cái thông tin chương trình Aerobe đợt này thì như sau. Thông tin của đợt chương trình Aerobe này đó là nhận thưởng 100 đồng BBT. Khi các bạn đăng ký mới thì các bạn sẽ có ngay 100 đồng BBT vào trong tài khoản. Và cái thông tin thứ hai đó là các bạn sẽ nhận được 300 đồng BTT khi bạn hoàn tất quy trình chữ ký điện tử trực tuyến, tức là các bạn KYC. Ba là chương trình quảng bá dành cho những cái phần thưởng dành cho cái người mà giới thiệu. Nếu như người dùng mà bạn giới thiệu hoàn thành KYC thành công, bạn sẽ được nhận thưởng là 30 đồng BTT cho mỗi một người giới thiệu thành công nhé. Nếu người dùng mà bạn đã giới thiệu tham gia vào quá trình chào bán token BTT, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ 15% đến 22% giá trị của giá trị mua, và hoa hồng này sẽ gửi đến tài khoản của bạn bằng đồng USDT. Nếu người dùng mà bạn giới thiệu tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác, 20% phí giao dịch sẽ được thưởng vào tài khoản của bạn bằng hình thức là BBT. Và trên đây đó là toàn bộ cái thông tin về phần thưởng cho một cái đợt sự kiện cuối cùng của cái sàn BayTrade này. Đó, thì là cho nên là các bạn khi mà các bạn đăng ký, các bạn nào mà chưa làm cái kèo này thì chúng ta cứ đăng ký tài khoản và các bạn KYC để chúng ta nhận miễn phí 400 cái đồng token BBT này của sàn. Biết đâu thì sau này thì sẽ là giống như một cái kèo đến từ giống như cái kèo của cái sàn Gemitano, thì biết đâu lại là ngon. Đó, cho nên là các bạn hãy làm mạnh cho mình cái kèo này, thì các bạn cũng có thể không cần mua trước cũng được. Còn các bạn cứ làm Aerobe cho mình một đến hai cái tài khoản, nhiều tài khoản cũng được, nhưng mà mỗi tài khoản thì là một nhờ một người giấy tờ tùy thân các bạn KYC có một người. Để các bạn nhận 400 cái đồng BBT này để ở đó. Sau này thì chúng ta khi mà nó cho bán thì mình lúc đó thì mình mới mình tung ra mình bán nhé. Đó. Vì đây nó là cái kèo nhận miễn phí cho nên là các bạn cứ làm mạnh cho mình. Và tiếp theo đến cái việc là KIC. Thì KIC để các bạn kích vào cái biểu tượng hình người ở bên góc bên tay trái này. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần bảo vệ trung tâm này, trung tâm bảo vệ nhé. Thì cái phần này nó có tiếng Việt, các bạn để ý cái phần cài đặt ngôn ngữ này này, các bạn đổi cho sang tiếng Việt cho dễ sử dụng nhé. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần trung tâm bảo vệ. Ở đây thì các bạn xác minh cho mình là cái số điện thoại này, xác minh địa chỉ email này. Cái này thì nó để là bảo vệ tài khoản thôi. Đến cái cả phần cái Google Authentic này các bạn cũng là phần xác minh luôn cho mình này, ba cái này. Thì cái này thì các bạn làm sao cũng được, vì khi cái này thì nó chỉ áp dụng khi mà các bạn nạp rút cái đồng BBT này về thôi.
còn nếu không thì các bạn chưa cần phải xác minh. Nhưng cái quan trọng nhất đó là cái phần xác thực tên thật này này. Ở đây thì mình đã xác thực thành công rồi, nó sẽ có cái dấu tích ở đây. Cái cách xác minh tài khoản thì nó cũng giống tương tự như các cái sàn giao dịch tiền ảo khác thôi, nó cũng tương tự như thế, cũng mặt trước chứng minh thư nhân dân, mặt sau chứng minh thư nhân dân, tên tuổi họ tên là không giấu. Và ở đây thì mình đã KYC thành công rồi nên là mình cũng không có cái phần đó để hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà ở trên kênh thì mình đã có một cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách KYC rồi, thì tí nữa mình sẽ ghim cái video đó ở dưới phần video này để cho các bạn có thể là tham khảo nhé. Rồi các bạn quay trở lại cái phần bên ngoài này cho mình. Ở đây là cái trang chủ nhé, thì cái để mà lấy cái link mà giới thiệu cho bạn bè để nhận 60 cái đồng BBT cho mỗi người giới thiệu thành công thì bạn kích vào cái phần mời này. Ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái dòng, đó là cái dòng mã mời, thứ hai là cái link giới thiệu. Thì các bạn có thể sử dụng bằng cái link này hoặc là mã mời các bạn mời bạn bè tham gia. Khi bạn bè tham gia thành công thì bạn KYC thành công thì bạn sẽ nhận được 60 cái đồng BBT cho mỗi một người giới thiệu thành công. Và cái thông tin tiếp theo nữa đó là cái phần mà đợt bán trước, thì cái đợt bán trước này là cái đợt cuối cùng của cái sàn này, nó là cái vòng 3 đó. Các bạn kích vào cái phần BBT này, ở đây thì nó đã cái đợt bán cuối cùng này thì nó đã là đang bán được, tiến độ của nó đã đang 38,40% rồi. Tổng khối lượng cân bằng bán đợt này đó là 500 triệu cái đồng BBT, và giới hạn đăng ký một BBT xấp xỉ là 500.000, 500 triệu BBT đó. Và tỷ giá hối đoái là một USDT sẽ mua được là 55,6 đồng BBT đó. Rồi cái này thì mua thì rất là đơn giản thôi các bạn, nếu như các bạn thích thì các bạn có thể là mua, nếu như các bạn có đồng đồng USDT ở trong sàn thì các bạn có thể tham gia, các bạn mua trước cái đồng này cũng được, cái này là tùy các bạn thôi. Để các bạn nhấn vào cái phần tôi muốn đăng ký mua thì các bạn kích vào. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn muốn nhập là mua bao nhiêu cái đồng BBT thì các bạn mua, ví dụ như ở đây này nó có cho giá sẵn rồi, một giá một cái đồng BBT bằng 0,0037, thì như vậy là các bạn mua một, bạn có một USDT thì bạn sẽ mua được 55,6 đồng BBT. Ở đây thì các bạn nhập cái số lượng là các bạn muốn mua, ví dụ như mình mua 500 cái đồng BBT thì các bạn sẽ mất là 89,928 USDT, thì các bạn nhấn vào phần xác nhận. Ở đây thì là mình không có đủ số dư cho nên là mình sẽ không mua được, cho nên là mình cũng đã tham gia, mình cũng đã nạp 10 đô vào đây, mình đã mua trước đó rồi. Ở đây là mình đã mua rồi nhé các bạn, mình nạp ở đây, mình sẽ cho các bạn xem cái phần lịch sử của mình nhé. Đây mình đã nạp vào 16 đô nhé, 16,7 đô mình nạp vào để mình mua đó, mình mua hết 17 đô tất cả ở đây, mua cái đồng BBT từ mình mua từ cái vòng thứ hai rồi, còn cái vòng này thì mình vẫn chưa mua. Và đợt này thì có thể là mình sẽ nạp vào tiếp 20 đô nữa để mình mua thêm đó. Rồi thì cái video này thì mình cập nhật những cái thông tin với các bạn như vậy, và tới đây thì nó sẽ có những cái thông tin mới hơn về cái sàn BayChay này cũng như là cái đồng BBT này ở trên cái sàn này, thì mình sẽ cập nhật liên tục và sớm nhất để cho các bạn có thể là nắm được những cái thông tin từ cái đồng BBT này. Rồi cái video của mình xin được kết thúc tại đây nhé, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình.